Chào các em, như vậy ở các bài học trước thì các bạn đã được làm quen với cái định nghĩa các cái hàm sin cos tan cos tan trong chương trình cấp 2, và các bạn cũng đã được học cái phần định nghĩa mở rộng của cái hàm sin cos tan cos tan trong chương trình cấp 3, và chúng ta cũng đã chứng minh được một số cái công thức từ cái định nghĩa đấy. Bây giờ thầy hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ vận dụng một số công thức đấy để chúng ta đi giải một số cái dạng phương trình của chúng ta. Nói chung là chúng ta sẽ vận dụng những cái công thức mà chúng ta suy ra được để chúng ta giải một số cái phương trình lượng giác của chúng ta. Thì các bạn nhớ cho thầy được là trước khi mà chúng ta sang cái phần giải thì đầu tiên các bạn quan sát lại cho thầy một xíu cái nhận xét này của chúng ta này. Đấy, tức là ví dụ như là các bạn nhớ thầy là theo cái định nghĩa, người ta định nghĩa là trên đường tròn đơn vị này. Nếu mà điểm M chúng ta nó hợp với trục OX của góc alpha, ví dụ như là trong trường hợp này là góc M OX của chúng ta bằng alpha này, thì người ta định nghĩa được là tọa độ điểm M của các bạn là bằng cos alpha và sin alpha. Đấy, như vậy là tọa độ điểm M chúng ta bằng như này. Đấy, tức là nó hợp với trục OX một góc bao nhiêu thì tọa độ của nó bằng cos góc đó và sin góc đó. Và các bạn nhớ thầy là từ cái số 1 này đến chữ M này, đấy chính là từ đây đến đây chính là alpha độ này. Đấy, thì các bạn nhớ thầy là nếu mà các bạn lại quay thêm đến điểm M rồi, các bạn lại quay thêm đúng một vòng này, thì mỗi vòng của các bạn là 360 độ, và như vậy thì nghĩa là trong cái trường hợp đấy, cái điểm M của các bạn nó hợp với trục OX là bây giờ là nó hợp với trục OX một góc là alpha cộng với 360 độ rồi, chứ không phải là chỉ còn alpha nữa. Đấy, tức là các bạn nhớ thầy là cái điểm M chúng ta được rất là nhiều góc. Ví dụ như là từ số 1 này đến số chữ M này, này. Đấy, thì các bạn thấy cho thầy cái góc của chúng ta nó chính là alpha. Nhưng mà các bạn thấy cho thầy từ 1 đến M này, các bạn đi tiếp này. Đấy, như vậy thì chúng ta đi được một vòng này, thì nó chính là từ số 1 các bạn xuất phát được một vòng thì nó chính là 360 độ. Các bạn nhớ thầy là vòng tròn chúng ta có 4 góc vuông, và như vậy nó chính là 360 độ, hay là 2 pi radian cũng được. Đấy, mỗi pi của chúng ta là chính là 180 độ này. Thì các bạn sẽ thấy cho thầy được như vậy thì từ số 1 này mà chúng ta quay đúng một vòng theo chiều dương đến số 1 này, sau đấy là các bạn quay thêm alpha độ này. Đấy, như vậy thì nó chính là 360 độ cộng với alpha, hay là các bạn tiếp tục các bạn lại quay tiếp một vòng nữa. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là cứ khi mà quay đến M các bạn lại quay thêm một vòng nữa này, thì các bạn tức là các bạn quay thêm 360 độ nữa này. Như vậy thì các bạn lại có được là M của chúng ta lại là điểm biểu diễn cái alpha cộng với hai lần 360 độ. Đấy, tương tự khi quay theo chiều âm thì nó sẽ là alpha trừ đi 360 độ này, hoặc là trừ đi hai, các bạn quay hai lần thì nó là trừ đi hai lần này. Như vậy là alpha trừ đi 2 nhân 360 độ này. Đấy, nói chung là khi mà các bạn quay bao nhiêu vòng thì các bạn sẽ có được bấy nhiêu lần cái 360, hay là bấy nhiêu lần cái 2 pi. Chính vì vậy nên là các bạn suy ra cho thầy được như vậy thì cái điểm M của chúng ta nó còn biểu diễn cái góc là alpha cộng cái 2 pi. Các bạn nhớ thầy là 2 pi chính là 360 độ, tức là một vòng. Đấy, như vậy thì với K này là số vòng của chúng ta này. Các bạn nhớ thầy là K phải là số vòng thì mới được. Đấy, các bạn phải quay đúng một vòng. Ví dụ đến điểm M rồi các bạn quay đúng một vòng thì nó mới quay lại điểm M này. Đấy, chính vậy nên là K của bạn phải là một số nguyên. Đấy, nguyên âm cũng được mà nguyên dương cũng được. Tức là số âm thì nó quay theo chiều âm, số dương thì nó quay theo chiều dương. Đấy, nên là các bạn thấy cho thầy là điểm M của chúng ta nó có cái công thức của nó lại còn có cái công thức này. Tức là M các bạn là nó đại diện cho cái điểm mà biểu diễn hợp với trục OX của góc alpha này, thì tọa độ nó một cos alpha và sin alpha này. Ngoài ra thì điểm M này của các bạn này nó còn biểu diễn cho cái các cái điểm mà hợp với trục OX một góc là alpha cộng với bao nhiêu vòng. Đấy, như vậy thì chính vậy nên là điểm M của chúng ta nó có tọa độ là bằng cos alpha cộng K2B này, chấm phẩy này, sin alpha cộng K2B của chúng ta. Đấy, chính là hoành và tung của chúng ta đấy. Nên là các bạn thấy cho thầy được là hai cái thằng này của chúng ta đều là tọa độ điểm M. Chính vì vậy nên các bạn suy ra cho thầy được là sin alpha của chúng ta này, đấy tức là tung đấy, đấy, sin alpha này, thì nó chính bằng sin của alpha cộng K2B. Đấy, thì đây chính là đều là cái tung độ của điểm M mà. Và tương tự các bạn có cho thầy được là cái cos alpha của chúng ta này thì nó bằng cos alpha cộng K2B. Tức là sau này các bạn sẽ thấy cho thầy được là khi mà các bạn cộng thêm bao nhiêu pi vào này, thì cái sin alpha của chúng ta nó vẫn bằng sin của alpha cộng K2B. Tức là sau này các bạn sẽ có cho thầy được là các cái góc mà khi mà các bạn quay bao nhiêu vòng đấy thì nó đều có cái sin bằng nhau, và tương tự thì cái cos bằng nhau. Thì đây chính là hai cái chú ý mà các bạn cần phải nhớ trước khi mà chúng ta vào chúng ta làm bài tập. Và các bạn lại chú ý cho thầy thêm cái công thức mà hôm trước chúng ta đã học. Ví dụ như là chúng ta có góc alpha và góc trừ alpha này, đây là hai góc đối nhau này. Thì các bạn biết cho thầy được là hôm trước chúng ta đã chứng minh được rồi, tức là hai góc đối nhau thì cos là bằng nhau, nhưng mà sin của chúng ta thì lại đối nhau, tức là sin alpha thì mình trừ đi sin của trừ alpha. Thì đây chính là một số cái chú ý trước khi chúng ta vào chúng ta giải các cái phương trình lượng giác của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta giải quyết cái ví dụ thứ nhất của chúng ta. Thì cái ví dụ thứ nhất này của chúng ta nó cho hai câu như này. Câu A của chúng ta là người ta bắt mình giải cái phương trình là cos x bằng cos alpha. Thì đây chính là cái cách giải bài tổng quát của chúng ta, tức là cos x bằng cos nào đó.
Còn câu B là một trường hợp cụ thể của cái trường hợp câu A của chúng ta, chính là cốt đích của chúng ta bằng 60 độ. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta giải cái câu A này. Thì đầu tiên các bạn cứ B lại cho thầy cái phương trình. Tức là các bạn thầy cho thầy như này. À, các bạn có cho thầy được cốt đích của chúng ta bằng cốt alpha. Thì các bạn nhớ là khi mà hai thằng bằng nhau là nó phải giống hệt nhau. Đấy, còn nếu mà nó không giống hệt nhau mà nó bằng nhau thì lúc đấy là các bạn phải chứng minh được thì các bạn mới được dùng. Đấy, còn không các bạn thấy cho thầy là nếu mà nó cứ bằng nhau là các bạn cứ áp cho nó thầy nó giống hệt nhau. Còn sau này khi mà mình chứng minh được nó không giống nhau nhưng mà nó vẫn bằng nhau thì lúc đấy là mình làm thêm xong. Nhưng mà nói chung là các cái công thức lượng giác thì người ta suy rất là kỹ rồi. Chính vì vậy nên là mình cứ vật B vào thôi. Như vậy thì các bạn thấy có thể là cos x và bằng cos alpha thì nghĩa là thay x của chúng ta nó sẽ bằng alpha. Đấy, hiển nhiên là cos alpha thì bằng cos alpha rồi. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì các bạn thấy có thể là cái cos alpha và cái cos trừ alpha của chúng ta thì nó lại là bằng nhau. Tức là hai đối nhau thì cos bằng nhau. Chính vì vậy nên là khi mà cos x của các bạn bằng cos alpha này thì nó cũng chính là bằng cos của trừ alpha. Chính vì vậy nên là các bạn có cho thầy là x cũng bằng trừ alpha. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn sẽ có cho thầy được là như vậy x của các bạn bằng alpha hoặc x bằng trừ alpha cũng được. Và các bạn lại chú ý cho thầy giống như nhận xét lúc nãy của chúng ta đấy, khi mà các bạn quay thêm bao nhiêu vòng thì cái điểm của chúng ta nó vẫn là như vậy. Đấy, tức là điểm M các bạn sau khi đến điểm M các bạn quay lại thì nó vẫn là điểm M đấy. Như vậy chính vì vậy nên là khi mà các bạn cộng với bao nhiêu vòng, tức là k vòng này, đấy, mỗi vòng chúng ta là 360 độ mà, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy cho thầy được như vậy thì cái điểm của chúng ta nó vẫn là điểm M. Đấy, chính vì vậy nên là cái cốt và cái sin của chúng ta nó vẫn không đổi. Nên là các bạn thấy cho thầy được như vậy là sau khi nó bằng x bằng alpha này thì các bạn cộng thêm k 360 vòng thì nó cũng không đổi. Hay là sau này nếu bạn tính bằng radian thì các bạn cộng với k 2 pi. Còn cái trường hợp x bằng trừ alpha này thì các bạn nhớ đây là các bạn quay bao nhiêu vòng thì nó cũng không đổi, mà chính vì vậy nên là mình thêm cái này vào. Đấy, và như vậy thì chúng ta thu được cái công thức nghiệm của chúng ta này. Như vậy thì cái phương trình mà cos x bằng cos bao nhiêu đấy thì chúng ta sẽ có hai cái họ nghiệm. Đấy, chính là cái họ thứ nhất là x bằng alpha cộng k 2 pi hay là k 360 độ này, tùy các bạn tính theo độ hay radian. Đấy, còn cái nghiệm thứ hai của chúng ta là trừ alpha cộng với k 360 độ này, hoặc là k 2 pi với điều kiện là k của các bạn thuộc z. Các bạn chú ý thầy là phải luôn luôn ghi cái k thuộc z ở dưới cục này cho thầy. Còn nếu mà k không thuộc z là nghĩa là nó không quay hết một vòng, là nó không phải là điểm M nữa. Như vậy thì cái này của chúng ta nó cũng bằng nhau. Đấy, chính vì vậy nên là các bạn nhớ thầy là khi mà chúng ta bê cái kết luận lại này, f là của chúng ta chính là tập nghiệm đấy, thì chúng ta bê lại cái họ nghiệm này. Đấy, thì lúc đấy các bạn cũng phải thêm cái điều kiện này cho thầy. Đấy, thì lúc đấy là cái bài toán chúng ta mới được hoàn thiện. Chứ còn nếu mà các bạn không thêm thì không may là nó không k của chúng ta nó không phải là số nguyên, tức là không phải bao nhiêu vòng ấy, thì lúc đấy là cái kết quả của chúng ta nó lại sai mất, là vì không đủ một vòng thì nó sẽ không đến điểm M mà. Cái cốt và cái sin của chúng ta nó sẽ khác ngay, đấy, vì cốt sin của chúng ta chính là tọa độ của một điểm nào đó mà. Đấy, như vậy thì đấy là cái chú ý của chúng ta và đây là cái công thức của chúng ta trong cái quá trình chúng ta giải cốt. Như vậy là tương tự thôi. Như vậy đối với câu B thì các bạn nhớ là đầu tiên là các bạn B là cái đèn của thầy. Và để cho cái cos x bằng cos 60 này thì các bạn nhớ là bằng nhau khi giống hệt nhau. Như vậy là khi x bằng 60 này, 60 độ này, hoặc là cái cos x bằng cos 60 chính là nó bằng cos của trừ 60, như vậy x của các bạn bằng trừ 60 độ nữa. Chính vì vậy nên là các bạn có cho thầy được như vậy cái này của chúng ta nó tương đương là cái để mà hai thằng này bằng nhau thì cái x của các bạn nó sẽ bằng 60 độ này hoặc nó bằng trừ 60 độ này. Sau đấy các bạn cộng thêm bao nhiêu vòng cũng được. Đấy, thì cộng bao nhiêu vòng thì giống lúc nãy thầy giải thích ấy, thì nó vẫn là cái điểm M, nó vẫn là điểm M mà. Như vậy thì tung và hoành nó vẫn không đổi, chính vì vậy nên là các bạn có được cái nghiệm của chúng ta là như này. Đấy, như vậy thì đây chính là hai cái họ nghiệm của cái phương trình ở cái câu B của chúng ta. Đấy, và như vậy đến đây các bạn B lại cái kết luận cho thầy thôi, giống hệt cái này, nhưng mà bây giờ bài cái này thì nó là số thực tế, nó là 60 chứ không phải là alpha nữa. Như vậy thì đến đây các bạn có cho thầy được là f của các bạn là tập nghiệm ấy, thì nó chính bằng là hai cái họ này, tức là cộng trừ 60 độ cộng với k 360 độ với k của các bạn là một số nghìn. Đấy, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta giải cái ví dụ một của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta giải cái ví dụ số 2 này của chúng ta. Thì là cái ví dụ số 2 này của chúng ta thì nó có câu A của chúng ta thì nó bắt mình giải cái phương trình là cos 2x bằng cos 40 độ này. Câu B thì nó bắt mình giải cái phương trình là cos 3x bằng cos 60 độ này. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy cái ví dụ 2 này của chúng ta thì nó hơi khác ví dụ 1 một xíu. Tức là cái góc của chúng ta nó không phải là 1x nữa mà bây giờ nó là 2x hay 3x này. Đấy, thì các bạn nhớ thầy là cách giải của chúng ta nó vẫn vậy thôi. Đấy, tức là đầu tiên là các bạn bê lại cho thầy cái phương trình. Đây là cos 2x của chúng ta bằng cos 40 này. Thì các bạn nhớ thầy được là như vậy là hai cái cos bằng nhau này, hay là hai cái thằng này nó đều là cos mà, như vậy nó bằng nhau khi nó giống hệt nhau này. Như vậy là 2x của các bạn sẽ bằng 40 độ này. Đấy, hoặc là các bạn nhớ cho thầy được là cái cos 40 độ này thì nó chính bằng cos của âm 40 độ mà. Hai góc đối thì cos bằng nhau mà. Như vậy là 2x của các bạn nó còn bằng âm 40 độ. Đấy, chính vì vậy nên là các bạn sẽ có cho thầy được như này. Như vậy là 2x của các bạn sẽ bằng 40 độ này.
hoặc là hãy của các bạn sẽ bằng âm 40 độ này. Sau đây các bạn nhớ thầy là cái nhận xét lúc đầu của chúng ta trước khi mà vào cái bài giải này, thì các bạn thấy chúng ta được là chúng ta biết được là khi mà chúng ta cộng với bao nhiêu vòng đấy, tức là k 360 độ hay là k 2 pi đấy, thì các bạn nhớ thầy là nếu mà nó là không phải 40 độ mà nó là pi trên 4 đấy, tức là nó là tính bằng radian đấy, thì ở đây các bạn không được biết là k 360 độ mà các bạn phải biết là k 2 pi đấy. Thì cái chú ý của chúng ta trong cái đơn vị của chúng ta, nói chung là khi mà chúng ta tính toán thì nhớ cho thầy nó phải cùng đơn vị. Thì đến đây các bạn thấy có thể được là hãy của chúng ta nó bằng 40 độ cộng k nhân 360 độ này, hoặc là hãy của chúng ta nó bằng âm 40 độ cộng k 360 độ này đấy. Nhưng mà người ta bắt các bạn tìm x thôi, chính vì vậy nên là các bạn lại rút gọn cho thầy cả hai vế, các bạn chia cho 2 đi, như vậy hãy chia cho 2 thì bằng x, 40 mà chia cho 2 thì bằng 20, k 360 mà chia cho 2 thì nó chính là 180 độ đấy. Như vậy thì chúng ta thu được x ở cái trên ở cái phương trình trên là như này. Sau đấy là các bạn nhớ thầy là cái phương trình dưới các bạn cũng rút gọn cho 2 thôi, như vậy hãy của các bạn chia cho 2 thì bằng x, âm 40 độ các bạn chia cho 2 thì bằng âm 20 độ đấy. K 360 chúng ta chia cho 2 thì nó chính là k nhân với 180 độ đấy, dấu cộng này các bạn về lại thì đây chính là cái nghiệm của chúng ta đấy. Như vậy thì đến đây các bạn kết luận cho thầy à, vậy f của chúng ta thì bằng cái này cộng trừ 20 độ cộng với k nhân với 180 độ đấy, với k của các bạn là một số nguyên. Đấy, như vậy thì đấy chính là cái cách mà chúng ta giải cái câu A của chúng ta. Tương tự đối với câu B thì các bạn đầu tiên các bạn cũng B lại cho thầy cái quy trình, tức là cốt 7 của chúng ta bằng cốt 60 độ này. Sau đấy là các bạn này cũng cứ nhớ cho thầy như vậy. Nói chung là khi mà làm các bạn nhớ thầy là cái cách mà các bạn làm đấy, và cái cách mà các bạn tư duy khi mà các bạn làm những bài này là các bạn cứ giống thầy như thế này. Đấy, tức là cốt 3, hai thằng cốt này bằng nhau là nó phải giống với nhau này. Như vậy là các bạn sẽ có cái thằng đầu tiên là 7 của các bạn bằng 60 độ. Sau đấy là các bạn nhớ đây là cốt 60 độ thì nó bằng cốt của trừ 60 độ mà. Chính vì vậy nên là bãi của các bạn còn bằng âm 60 độ nữa. Chính vì vậy nên là các bạn thu được cho thầy được là bãi của các bạn sẽ bằng 60 độ này, hoặc là bãi sẽ bằng trừ 60 độ này. Sau các bạn cộng thêm bao nhiêu vòng thì nó cũng được. Đấy, như vậy cộng thêm bao nhiêu vòng thì nó cái điểm mờ chúng ta nó vẫn không đổi mà. Như vậy thì cái cốt và cái sin cũng không đổi. Như vậy chính vậy nên là các bạn có được cái này. Như vậy là bãi của các bạn sẽ bằng 60 độ cộng k nhân 360 độ này, hoặc bãi sẽ bằng trừ 60 độ cộng k nhân 360 độ này. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn đã suy ra cho thầy được cái này rồi. Đấy, bây giờ thì người ta bắt mình tìm x mà, giải phương trình chính là tìm x ấy. Như vậy thì bây giờ mình người ta bắt tìm x chứ không phải tìm bãi. Như vậy bây giờ cả hai vế mình sẽ chia cho 3 đi. Đấy, như vậy thì sau khi mình chia cho 3 thì các bạn thấy có thể được là bãi mà chia cho 3 thì còn x thôi. Các bạn chú ý thầy là khi mà chia cho 3 thằng nào phải được chia. Như vậy bãi mà chia cho 3 thì được x, 60 chia cho 3 được 20, như vậy chúng ta được 20 độ này. Đấy, k 360 thì chia cho 3 thì chính là k nhân với 120 độ. Đấy, dấu cộng chúng ta về lại. Tương tự ở cái phương trình dưới các bạn cũng vậy, tức là các bạn chia cả hai vế cho 3 thì bãi chia cho 3 thì được x, trừ 60 độ mà chia cho 3 đấy, thì chúng ta còn trừ 20 độ thôi. Dấu cộng các bạn về lại. K 360 các bạn chia cho 3 thì nó chính là k 120. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn kết luận cho thầy à, như vậy là cái phương trình này của chúng ta nó có nghiệm là cộng trừ 20 độ cộng với k nhân với 120 độ, với k của các bạn là một số nguyên. Như vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta giải hai cái câu AB ở cái ví dụ 2 của chúng ta. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta giải cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3 thì nó nhìn có vẻ nó phức tạp hơn các cái ví dụ của số 1 và số 2 một xíu. Tức là nói chung là cái bài của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn nó càng ngày nó càng rối một xíu. Thì cái ví dụ này của chúng ta thì x nó các bạn thấy cái này nó ở cả hai vế của phương trình này, cả vế trái và vế phải này. Tức là cái câu A của chúng ta thì nó bắt mình giải cái phương trình là cốt x nó bằng cốt của x cộng 30 độ này. Hoặc câu B của chúng ta thì nó bắt mình giải cái phương trình là cốt 4x thì nó bằng cốt của x cộng 120 độ này. Thì cái cách giải của các cái câu này như thế nào? Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề này. Thì đầu tiên là các bạn nhớ thầy là khi mà giải phương trình thì các bạn cứ B lại cho thầy cái phương trình đã. Như vậy cái cốt x nó bằng cốt của x cộng 30 độ này thì các bạn cứ bê lại đây cho thầy. Và các bạn lại nhớ cho thầy được là khi mà hai thằng bằng nhau là nó phải giống thật nhau. Như vậy là các bạn sẽ có cho thầy được là như vậy là cốt hãy của chúng ta mà bằng cái này này, nghĩa là hãy của chúng ta nó sẽ bằng x cộng với 30 độ. Và các bạn lại biết cho thầy được là cốt của x cộng 30 độ này thì nó chính bằng cốt của trừ x trừ 30 độ. Đấy, nói chung là hai góc đối nhau thì cốt bằng nhau mà. Như vậy thì các bạn sẽ có cho thầy thêm được là như vậy hãy của các bạn thì nó còn bằng là trừ x trừ 30 độ nữa. Chính vì vậy nên là các bạn suy ra cho thầy được như vậy là hãy của các bạn sẽ bằng x cộng 30 độ này, hoặc là hãy của các bạn sẽ bằng là trừ x trừ 30 độ này. Đấy, sau đấy các bạn cộng với bao nhiêu vòng cũng được. Đấy, chính vì vậy nên là mình sẽ cộng với k 360 độ vào đây. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thu được cho thầy là hai cái phương trình ở dưới này.
đấy, và tương tự thôi. Như vậy thì 2x mà các bạn vứt x sang đây thì là nói chung là chúng ta lấy 2x mà trừ đi x, x các bạn chuyển sang đây, số các bạn đến một bên này thì 2x mà trừ đi x thì còn x thôi, nhưng mà chúng ta b lại đây, cái 30 độ cộng k nhân 360 độ thì chúng ta cứ b lại thôi. Như vậy là ở cái phương trình thứ nhất thì chúng ta đã thu được cái x của chúng ta là nó bằng 30 độ cộng k nhân 360 độ. Thì đến cái phương trình thứ hai các bạn cũng làm tương tự thôi, tức là x các bạn chuyển sang một bên và số các bạn đến một bên, như vậy là trừ x các bạn chuyển sang thành cộng x, và như vậy là 2x cộng thêm 1x nó là 3x. Đấy, và các bạn bê lại đây, còn cái chừng 30 độ cộng k 360 thì các bạn bê lại đây cho thầy. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn đã giải được cái phương trình thứ nhất, và cái phương trình thứ hai thì chúng ta vẫn đang còn 3x. Chính vậy nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục, những cái gì mà mình giải được thì mình để nguyên, còn những cái gì mà mình chưa giải thì các bạn rút gọn cho thầy. Như vậy thì người ta bắt mình tìm x chứ không phải 3x. Như vậy đây có 3x thì mình sẽ chia cả hai vế cho 3. Như vậy 3x mà chia cho 3 thì nó có x thôi. Cái âm 30 độ mà chia cho 3 thì nó còn âm 10 độ thôi. Lúc cộng các bạn bê lại, K360 mà các bạn chia cho 3 thì nó chính là K120 độ. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thu cho thầy được là hai cái họ nghiệm của cái phương trình của chúng ta chính là đây. Đấy, và như vậy thì các bạn bê lại cái kết luận cho thầy. Và các bạn chú ý cho thầy là như vậy thì bài này nó nghiệm khác, nên là mình mỗi cái họ mình viết ra cái là mình chấm phẩy. Và các bạn nhớ thầy là cái K thuộc Z của các bạn có thể đưa vào trong cái dấu móc nhọn này cũng được, hoặc các bạn đưa ra ngoài giống như này có thể cũng được. Thì đấy là cái chú ý của chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta giải những cái bài lượng giác như này. Tương tự thì bây giờ chúng ta sang cái câu B của chúng ta. Tức là đầu tiên là khi mà giải thì các bạn nhớ thầy là lúc nào chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta cứ B lại cái phương trình như thầy. Tức là cos 4x của các bạn sẽ bằng cos của x cộng 120 độ này. Sau đấy là các bạn lại nhớ cho thầy cứ tư duy như này cho thầy này. Thì mỗi lần các bạn làm, mỗi lần các bạn tư duy như vậy thì các bạn, khi mà các bạn làm càng nhiều thì các bạn nhớ rất là sâu. Nói chung mỗi lần mình đều đụng lại những cái kiến thức đấy mà. Chính vì vậy nên là mình sẽ nhớ nó lâu hơn. Đấy, như vậy thì đầu tiên là các bạn thấy cho thầy là hai cái cốt này bằng nhau này, khi nó giống hệt nhau này. Tức là 4x của các bạn thì nó sẽ bằng x cộng với 120 độ. Hiển nhiên là cốt của x cộng 120 độ thì bằng cốt của x cộng 120 độ. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là cái trường hợp thứ nhất là các bạn thấy cho thầy là hai thằng này bằng nhau, là hai cái góc này giống hệt nhau này. Tức là 4x của các bạn bằng x cộng 120 độ này. Cái tương tự thì các bạn lại thấy cho thầy được là cái cốt của x cộng 120 độ của các bạn thì nó chính bằng cốt của trừ x trừ 120 độ, tức là các bạn đổi dấu nó đấy. Thì hai cốt đối nhau thì bằng nhau mà. Chính vì vậy nên là các bạn còn có cho thầy được 4x của các bạn bằng trừ x trừ 120 độ nữa. Chính vì vậy nên là các bạn sinh ra cho thầy được cái phương trình này. Như vậy 4x của các bạn sẽ bằng x cộng 120 độ này, hoặc x sẽ bằng trừ x cộng 120 độ này. Đấy, sau đấy là các bạn cộng thêm cho thầy bao nhiêu vòng. Đấy, tức là K360 độ vào đây. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn sẽ chuyển x sang một bên và số sang một bên cho thầy. Như vậy là x các bạn vứt sang đây thì nó là 4x trừ x, chúng ta chuyển vế sang này thì đổi dấu mà, như vậy nó thành trừ. Như vậy 4x trừ x thì còn 3x thôi. Như vậy chúng ta bê lại đây. Còn cái 120 độ cộng K360 độ thì chúng ta cứ bê lại đây thôi. Như vậy các bạn có được 3x thì bằng cái này. Tiếp tục ở cái phương trình thứ hai thì các bạn lại chuyển trừ x sang thì nó trở thành cộng x. Và như vậy 4x cộng với x thì chính là 5x. Như vậy các bạn bê lại đây. Âm 120 độ cộng K360 độ thì các bạn cứ bê lại đây. Đấy, như vậy thì đến đây là chúng ta đã gom cái x lại được rồi. Đấy, và tiếp tục thì các bạn nhớ là nguyên tắc của chúng ta tìm x chứ không phải tìm 3x hay 5x. Như vậy chúng ta phải chia cho 3 hoặc cho 5 đi cho nó mất cái số 3, số 5 đi. Như vậy thì ở phương trình trên nó đang có 3x thì thầy chia cho 3 đi, như vậy nó còn x thôi. Và các bạn nhớ cho thầy là khi mà chia thằng nào phải được chia. Như vậy là 120 chia cho 3 thì được 40 thôi. 360 độ mà chia cho 3 thì nó là 120 độ. Đấy, như vậy chúng ta được là K360 độ trở thành K120 độ. Đấy, như vậy chúng ta thu được cái họ nghiệm thứ nhất là như này. Tiếp tục đến cái 5x bằng cái âm 120 độ cộng K360 độ này thì các bạn chia cả hai vế cho 5 đi cho nó mất cái số 5 này đi. Như vậy là 5x mà chia cho 5 thì còn x. 120 độ mà chia cho 5 thì nó là 24. Đấy, như vậy đây, chính vì vậy nên đây nó bằng âm 24 độ. Rồi 360 độ các bạn chia cho 5 thì nó chính là 75 độ. Như vậy thì K360 độ chính là K nhân với 75 độ. Đấy, như vậy đến đây các bạn đã thu được cho thầy được hai cái họ nghiệm này. Và bây giờ thì chúng ta kết luận rồi. Đấy, nói chung là khi mà chúng ta giải ra được thì nó có những cái họ nghiệm nào. Các bạn nhớ thầy đây là một họ nghiệm chứ không phải một nghiệm, vì cứ mỗi K của các bạn bằng bao nhiêu thì nó chính là một nghiệm. Ví dụ như là K bằng 0 thì x các bạn bằng 40 thì đây nó là một nghiệm này. Còn K các bạn bằng 1 này thì 1 nhân với 120 chính là 120 đấy. 120 mà cộng với 40 chính là bằng 160 đấy. Như vậy thì nó là nghiệm thứ hai. Đấy, hay là một nghiệm khác. Đấy, nói chung là đây nó rất là nhiều nghiệm và cái nghiệm của chúng ta nó có cứ dạng như này. Chính vì vậy nên người ta gọi thành là một họ này. Đấy, và dưới tương tự nó cũng là một họ. Như vậy thì đối với cái hàm cốt của chúng ta nó sẽ có hai cái họ nghiệm là cộng trừ gamma này. Đấy, giống như khi mình giải ban đầu nó là cộng trừ gamma cộng với KIP hay là K360 độ này, nếu mà các bạn tính mức độ này. Và khi mà các bạn giải ra thì cái phần này nó là 40 với âm 24, nó không có cộng trừ. Nhưng mà nói chung là trong cái mỗi bài khi mà các bạn biến đổi cái biểu thức bên trong nó phức tạp, khi mà các bạn rút gọn ấy
thì nó không còn cộng trừ giống như câu A của chúng ta ở ví dụ 1. Nhưng mà nói chung là cách làm của chúng ta thì nó cũng giống nhau thôi. Chính vậy nên là khi mà các bạn giải xong như này rồi thì các bạn cứ bê lại cho thầy như này. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta vận dụng một số công thức mà chúng ta suy được để chúng ta giải một số cái bài tập lượng giác như cái ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 này của chúng ta. Thì đấy chính là nội dung bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các em.